Hello mọi người, Lan Anh đây, rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Sắp tới Giáng sinh rồi mọi người ơi, chỉ còn tầm 3-4 ngày nữa thôi là nó Giáng sinh rồi. Hey, mọi người đã có ông già Noel để tặng quà cho mọi người chưa? Hay đã có Secret Santa nào mà đã sắp thuộc về mọi người chưa? Nếu mà có rồi á, thì chúc mừng mọi người. Còn nếu mà chưa thì cũng đừng buồn vì luôn có bà già Noel Lan Anh ở đây cùng với các vlog mới sẽ tặng quà Giáng sinh cho mọi người đó mọi người. Thả like, thả tim, subscribe YouTube channel của Lan Anh ngay. Và vlog mới ngày hôm nay thì bà già Noel có kết hợp cùng với một Secret Santa để gợi ý cho mọi người những cái món quà mà mọi người có thể tặng cho bạn bè, người thân, người yêu, những người xung quanh của mọi người. Nhưng mà đã last minute rồi, tức là đã gần đến phút chót, gần tới ngày Giáng sinh rồi nhưng mà mình không biết mua cái gì hết thì hãy xem video này nha. Secret Santa của mình ngày hôm nay đó chính là Santa's. Thì Santa's có nói với Lan Anh đó là Santa's biết là cuối năm mọi người rất là bận rộn với deadline, rất là mệt mỏi với công việc, để mình có thể đón năm mới một cách tràn đầy sức sống, không còn công chuyện cũ vương vấn mình nữa, đúng không? Nhưng mà như vậy đó, thì sẽ khiến cho làn da của mình bị ảnh hưởng. Đó chính là lý do vì sao mà Lan Anh luôn nhắc nhở mọi người là dù có mệt, có bận đến đâu thì cũng phải chăm sóc da dùng bước cơ bản nhất nha mọi người. Và hôm nay thì bà già Noel Lan Anh và Secret Santa Sanitize Glow sẽ tặng cho mọi người những cái phần quà giúp mọi người khỏe đẹp từ trong ra ngoài luôn. Ở đây thì Lan Anh có một cái em tips rửa mặt rất là nổi tiếng của Sanitize. Chắc các bạn cũng không lạ gì đối với sản phẩm này đúng không? Cho bạn nào chưa biết về Santize thì Santize là một hãng mỹ phẩm đến từ Mỹ. Và các em sữa rửa mặt này luôn thuộc hàng bestseller đứng số 1 tại Mỹ. Sản phẩm có thành phần 100% từ thiên nhiên, giúp làn da chúng mình sẽ được làm sạch nhẹ nhàng lớp sừng ở trên bề mặt và tế bào chết của mình sẽ được tẩy sạch một cách nhẹ nhàng đi và mang trở lại làn da bóng khỏe mịn màng ngay lập tức. Sản phẩm này thì còn có những cái chiết xuất khác nhau dành cho từng loại da khác nhau nữa. Tay của Lan Anh là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết được chiết xuất từ mơ. Thì sản phẩm này có những cái hạt scrub có kích thước rất là nhỏ để da không bị tổn thương khi mà sử dụng. Đối với da Lan Anh là da khô á, thì Lan Anh chỉ sử dụng một lần thôi, bởi vì đây là thuộc dạng tẩy da chết vật lý. Thì da Lan khô Lan chỉ sử dụng một tuần một lần thôi. Và các bạn cũng lưu ý nha, mình hãy tẩy tế bào chết tùy thuộc vào loại da của mình để đừng có khô quá, mất đi cái hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Hoặc là mọi người có thể sử dụng kem này trước khi mà mình make up đi event hay là đi tiệc Giáng sinh năm nay. Sau khi tẩy rồi thì da rất là mịn màng và rất là ăn kem nền luôn. Để là anh hướng dẫn mọi người cách sử dụng em này nha. Một lượng vừa đủ và tan sản phẩm với nước cho nó nhẹ nhàng hơn. Sau đó thì mình sẽ massage. Rồi mình sẽ dùng một lực hết sức nhẹ nhàng để massage đều lên da mặt, tập trung kỹ ở vùng thay đổi dầu và sợi bã nhờn là Ocala. Lan Anh thường để ở trên da từ 60 đến 90 giây là rửa bằng nước ấm luôn, sau đó xịt khoáng và skin care bình thường thì da rất là láng mịn. Và cái này nó một cái mùi rất là thơm luôn á, cái mùi đào đào mơ mơ rất là tuyệt, nói xong thèm chè đào cũng lâu. Sản phẩm thứ hai mà Lan Anh có ở đây muốn giới thiệu với mọi người là một cái chai rất là to, đó chính là sữa tắm tẩy da chết. Kép sữa tắm này Lan Anh siêu ghiền dạo gần đây luôn á. Đây là sữa tắm dưỡng da Santa's Radiant Skin, có chiết xuất từ pink lemon là quả chanh hồng và quả cam, có thể tẩy da chết nhẹ nhàng cho da và đem lại hương thơm ngọt ngào. Sữa tắm này cũng được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên và cũng có những cái hạt nhỏ mịn để có thể tẩy da chết ở trên body của mình. Cái em này thì Lan dùng mỗi ngày luôn á, mà nó mới hết có chút xíu 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 mà. Tại vì mấy bạn biết sao, không biết tại sao á, là dạo gần đây Lan bị viêm lỗ chân lông ở vùng bắp tay và mụn lưng thì có nổi, tại vì dạo này á Sài Gòn nóng dữ sợ luôn á. Noel rồi mình rất nóng luôn á mọi người. Cho nên là dùng em này thì Lan Anh thấy cái vùng bắp tay của Lan Anh có cải thiện hơn một chút.
chút xíu là những cái mụn cám và những cái sợi vải nhờn bị viêm ở lỗ chân lông á, nó bong ra hết và nó khô đi rồi. Và mình sử dụng sản phẩm dưỡng da body á, nó ăn rất là ok. Và mụn lưng á, thì nếu mà mọi người bị mụn lưng, mọi người hãy sử dụng sản phẩm này thử, thì nó sẽ giúp lấy đi cái tế bào chết ở vùng lưng, giúp cho vùng lưng khô thoáng hơn và có thể hạn chế được mụn lưng nữa. Và bộ đôi này là một bộ đôi mà bà già Noel Lan Anh và Secret Santa Sanitize muốn gửi tặng đến cho mọi người nhân dịp Noel lần này. Thế giờ tham gia cái giveaway lần này thì như thường lệ Lan Anh sẽ để ở bên dưới phần mô tả, mọi người nhớ check phần mô tả nha. Và đây là bộ đôi đầu tiên, nếu mà mọi người không biết phải tặng gì cho gia đình, bạn bè, người thân thì một trong hai sản phẩm này sẽ là best của mọi người nha. Bởi vì cái này là không có kén loại da, chỉ có những bạn nào mà bị mụn viêm sưng á thì cái này là hơi căng chút, không được sử dụng cái này. Còn bao nhiêu loại da thì sử dụng cái này rất là ok. Còn cái này là hợp với tất cả mọi loại da luôn mọi người. Lan dám chắc là cái mùi hương này sẽ đánh gục được tất cả mọi người. Ok, đó là gợi ý thứ nhất mà Lan Anh muốn chia sẻ với mọi người. Và gợi ý thứ hai đó chính là cũng về body luôn. Body mist. Body mist thì vào mùa Giáng sinh á, người hay đi chơi buổi tối thì Lan khuyến nghị là mọi người nên mua những cái loại body mist mà có hương hơi ngọt một chút xíu. Giống như Lan đang cầm là Bath & Body Works Snowflakes in Cashmere, thì cái này là nó sẽ ngọt, ngọt lắm. Nhưng mà nó rất là hợp với những ngày thời tiết se lạnh. Cái này là mùi hoa nhài White Jasmine. Thì không biết tại sao năm nay Lan rất là thích mùi hoa nhài luôn á. Hơn lắm. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào đối tượng mà các bạn muốn tặng là cái cá tính của họ như thế nào thì mình lựa sản phẩm đúng theo cái cá tính đó thôi. Thì Lan sẽ list ra một vài nơi có thể mua body mist ngay lập tức ở bên dưới phần description box cho mọi người nha. Hoặc là nếu mình chi nhiều hơn á, thì mình sẽ mua lên nước hoa mini size thì mình sẽ có một bạn. Đây là hai em mà Lan thấy rất là hợp với lại mùa Noel này. Thứ nhất là Miss Dior, và thứ hai là bạn không biết đọc tên là gì của Giorgio Armani. Thì Giorgio Armani cái mùa này rất là ngọt và rất là sang, cho Lan cũng không dám xịt buổi sáng đâu mọi người, hơi nhức đầu một chút á. Còn cái mùa Miss Dior là sẽ hợp với những bạn nào mà kiểu như là thanh mảnh mà kiểu ngọt ngào nữ tính một chút xíu, không có quá sang trọng hoặc là cầu kỳ á, thì dùng cái mùa này rất là hợp, tức là được cái sự nữ tính rất là tốt. Rồi đó là món thứ hai. Món thứ ba sẽ là dành cho những bạn nào mê ly như Liên Anh. Ta-da! Lan rất là mê ly vào mùa Giáng sinh luôn á. Có những cái ly rất là đẹp luôn, mà dù Lan chỉ mua về để chân thôi, Lan không uống trong những cái ly này, nhưng mà I love đúng không? Bây giờ phải là Starbucks không biết luôn. Thường thì những cái ly này á là Lan đang mua ở Starbucks, thì Starbucks có những cái ly rất là đẹp nè, rất là hợp với mùa và chất lượng cũng rất là tốt nữa. Starbucks thì cũng được phát nhiều lắm nha mọi người, cho nên mọi người cẩn thận. Tiếp theo, đối với những bạn nào muốn tặng mỹ phẩm thì son là dễ nhất. Thì ở đây Lan Anh sẽ có hai sự lựa chọn cho mọi người, một cái bình dân và một cái hơi trung cấp hơn một chút xíu thôi chứ không mắc quá. Thì dạo gần đây Lan Anh có review về Ophelia kết hợp với lại Miracle Apple dòng Blossom Glowy Clip. Thì cái dòng này Lan Anh thấy rất là hợp để tặng cho những bạn nào mà có cái ví tiền hơi hẹp một chút xíu nhưng mà vẫn giữ được cái chất lượng rất là đẹp. Cái concept rất là hợp để tặng quà và những cái sự lựa chọn màu ở trong đây cũng rất là tốt. Lan sẽ để cái link swatch cho mọi người tham khảo thử. Cái này thì hôm bữa Lan đi mall đã thấy bán rồi, cho nên là có thể bay ra siêu thị và mua liền luôn, rất là ok. Và sản phẩm trung cấp hơn một chút xíu là đến từ MAC. Thì hôm nọ Lan, hôm Black Friday Lan có mua vào trên sân MAC, thì ở trên môi Lan đang là màu chili. Lan không biết là tại sao cái màu này nó đẹp đến như vậy, vì bây giờ Lan đã hiểu rồi, cái màu này thật sự đẹp luôn á. Và Lan nghĩ là ai cũng sẽ thích màu này và nó sẽ rất hợp với lại Noel năm nay. Rất là mềm. Cái này thì Lan thấy nó không có lì quá đâu, nó là dòng matte nhưng mà nó vẫn có một chút xíu dưỡng, một chút xíu mềm mềm ở trong đó, chứ nó không phải là khô quấy quèo eo. Đó, cho nên là Lan Anh recommend mọi người mua cái son mát màu chili này đi, đẹp lắm. Cuối cùng là Lan Anh thích được tặng sổ với những cây viết đẹp để làm bullet journal. Đối với những bạn nào mà thích viết về nhật ký, không phải nhật ký mà là cái bullet journal là gì ta? Kế hoạch, lên kế hoạch
từng ngày, từng tháng, từng năm. Thì chắc các bạn cũng biết là sổ dot với lại những cái bút màu có thể viết nét thanh, nét đậm là những cái mà so intuitive. Cho nên là đó cũng là một trong những sự lựa chọn mà Lan nghĩ là rất là độc đáo, rất là hay để thể hiện được cái sự quan tâm của mình đối với sở thích của người khác. Nếu mà các bạn để ý thì mỗi người sẽ có những cái sở thích riêng về craft, về những cái hoa tay khác nhau để có thể mua quà tặng cho đối phương như dịp Giáng sinh, là mùa để lan tỏa tình yêu mà. Thì đó là năm món mà Lan đã suy nghĩ thật là kỹ để có thể chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu mọi người thích những cái món nào mà mình có thể comment cho Lan ở bên dưới, và đừng quên tham gia giúp một quay lần này của mình là bao gồm một em sữa tăng và một em sữa rửa mặt phim tẩy giày chết của Sanchez nha. Video đó là hết rồi, chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ.